Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Donetsk đặc biệt căng thẳng. Tối 11 tháng 5, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng tình hình ở tỉnh Donetsk hiện đặc biệt căng thẳng. Cụ thể là ở khu định cư Porok và gần các làng Seminivka và Netalove. Ông Zelensky nói, có hơn 30 cuộc đụng độ xảy ra hàng ngày tại Donetsk. Điều đó vô cùng khó khăn. Phá vỡ các kế hoạch tấn công của Moscow hiện là nhiệm vụ số 1 của Kiev. Lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ ở các hướng khác của tỉnh Donetsk, gồm xung quanh thành phố Liman, Sivik, Kramatorsk và Vermivka. Phần mình, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 11 tháng 5, các lực lượng Nga đã 7 lần nã tên lửa, 74 lần không kích và 83 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các điểm tập kết quân và các khu định cư của Ukraine. Tổng cộng có 108 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Nga nói Ukraine pháo kích Belgorod, 30 thương vong. Đề cập tình hình ở Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến miền Bắc Nga đã chiếm được 5 khu định cư Borisovka, Okrosovo, Pletennivka, Pilnaya và Streliachia ở tỉnh này, theo hãng thông tấn TASS. Cơ quan này cho biết thêm rằng quân Nga đã hạ 170 binh sĩ và bắt sống 34 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, đối phương mất 3 xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire Cộng hòa Séc sản xuất, hai pháo tự hành, hai hệ thống tên lửa phòng không Buk. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, ông Vyacheslav Gladkov nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine ngày 11 tháng 5 pháo kích vào tỉnh Belgorod khiến một người thiệt mạng và 29 người bị thương, TASS đưa tin. Ông Gladkov viết trên kênh Telegram cá nhân, thành phố Belgorod và quận Belgorod đều ở tỉnh cùng tên đã bị quân Ukraine pháo kích dữ dội. Tôi đã đến địa điểm bị tấn công. Rất không may, vụ pháo kích đã khiến một phụ nữ thiệt mạng. Theo thông tin sơ bộ, có 28 người lớn và một trẻ em bị thương do mảnh đạn. Theo ông này, đòn pháo kích của Ukraine vào khu vực khiến 22 tòa chung cư, 4 cơ sở thương mại và 2 bệnh viện bị hư hại. Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 12 hỏa tiễn dùng cho hệ thống Vampire khi các hỏa tiễn này bay qua không phận Belgorod và hướng vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine mất tới 160 binh sĩ trong khu vực mà nhóm tác chiến miền Đông Nga phụ trách. Tổn thất của Ukraine ở khu vực bao gồm 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 MLRS Grad, 1 hệ thống pháo tự hành và 3 khẩu lựu pháo. Ngoài ra, các đơn vị nhóm tác chiến miền Đông cũng đã cải thiện vị trí và triển khai tấn công vào quân Ukraine trú tại Donetsk và Zaporizhia. Theo bộ này, các lực lượng Nga đã tiêu diệt một tiểu đoàn tác chiến bằng Patriot, hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Kiev và một kho vũ khí của Ukraine trong ngày qua. Bộ cho biết thêm rằng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái UAV cũng như binh sĩ và khí tài quân sự của Ukraine ở 133 khu vực khắp chiến trường đã bị xóa sổ. Nga đổ 3.200 quả bom dẫn đường, 300 tên lửa, hàng trăm UAV xuống Ukraine trong tháng 4. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng tại mặt trận Donetsk khi Nga nỗ lực phá vỡ phòng tuyến Ukraine để tiến sâu vào khu vực này. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine rằng trong ngày 2 tháng 5 có tổng cộng 121 cuộc giao tranh trên tất cả các mặt trận. Hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã bị pháo binh Nga tấn công. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công một sở chỉ huy, một trạm điều khiển máy bay không người lái UAV và 8 khu vực tập trung quân Nga. Theo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine, Nga ngày 2 tháng 5 tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 63 cuộc không kích và 72 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.
Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề. Ukrform dẫn lời ông Naza Volohin, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược Kostitsia của quân đội Ukraine, ngày 2 tháng 5, rằng Nga đang cố gắng chọc thủng chiến tuyến ở miền đông Ukraine theo ba hướng Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka, tỉnh Donetsk. Tình hình ở ba khu vực này đã leo thang, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, tuy nhiên nó nằm trong sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine. Nga đang cố gắng giành thế chủ động chiến lược và đột phá tiền tuyến. Đối phương tập trung vào một số khu vực tạo được lợi thế nhất định về lực lượng và nguồn lực, ông Volosin nói. Theo người phát ngôn này, quân đội Nga tiếp tục nỗ lực tấn công các vị trí khác của Ukraine, triển khai tất cả loại vũ khí gồm pháo binh, UAV và máy bay, nhằm tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk và tỉnh Luhansk. Ông Volosin nói thêm rằng, Nga đã giảm các hoạt động tấn công tại tỉnh Kupiansk và Liman so với các khu vực lân cận. Cũng trong ngày 2 tháng 5, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng, Nga đã tấn công Ukraine bằng hơn 3.200 quả bom dẫn đường, gần 300 UAV Shadow và hơn 300 tên lửa chỉ trong tháng 4. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 2 tháng 5 đã giành quyền kiểm soát làng Berdychi, Donetsk. Theo bộ này, các đợt tiến công của Nga ở Donetsk ngày qua đã khiến Ukraine tổn thất 270 binh sĩ, một xe tăng và 4 phương tiện cơ giới. Ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thương vong cho 380 binh sĩ đối phương. Thiệt hại của Ukraine ở Avdiivka trong ngày gồm 5 thiết giáp, 8 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành 155mm và 1 khẩu pháo tự hành M777. Tại khu vực phía nam tỉnh Donetsk, Nga nói rằng đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn và đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các cuộc tấn công của Nga tại khu vực này khiến Ukraine tổn thất 100 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tài quan trọng. Trên hướng Kherson, Nga cho biết đã gây thương vong cho 4 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất khoảng 30 binh sĩ, 2 xe cơ giới và 1 khẩu pháo M119 trong 24 giờ qua. Tại hướng Kupiansk, Nga tuyên bố đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu 150 binh sĩ đối phương, 5 xe cơ giới và nhiều khẩu pháo. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 UAV Ukraine tại tỉnh Belgorod của Nga trong ngày 2 tháng 5. Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn tờ The Economist, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân châu Âu tới Ukraine nếu Nga đột phá trên chiến trường và có yêu cầu từ phía Ukraine. Nếu Nga đột phá trên chiến tuyến và nếu có yêu cầu từ Ukraine, điều không xảy ra ở hiện tại, thì chúng tôi sẽ tự đặt câu hỏi về vấn đề triển khai quân. Tôi nghĩ rằng loại trừ khả năng này có nghĩa là không học được bài học gì trong 2 năm qua, ông Macron nói. Theo ông Macron, không thể loại trừ bất kỳ diễn biến nào bởi vì chúng ta đang đối mặt với một người không loại trừ bất cứ điều gì, ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng nếu Nga thắng cuộc chiến, sẽ không còn an ninh ở châu Âu. Ai có thể đảm bảo rằng Nga sẽ dừng lại ở đó? Và chúng ta sẽ có gì với tư cách là những người châu Âu đã chi hàng tỷ đô la, những người đã nói rằng sự sống còn của lục địa này đang bị đe dọa, và những người đã không tự cung cấp cho mình phương tiện để ngăn chặn Nga? Ông Macron nói thêm. Từ đầu năm nay, Tổng thống Macron đã nhiều lần đề cập khả năng triển khai bộ binh châu Âu tới Ukraine tham gia cuộc chiến chống lại Nga, động thái khiến các đồng minh phương Tây phản ứng trái chiều và khiến Nga chỉ trích dữ dội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.